Thưa quý vị, chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì gặp mặt của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo các cơ quan báo chí nhân kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Cùng sự có các Phó Thủ tướng Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo Báo Nhân dân, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Tạp chí Cộng sản cùng lãnh đạo các cơ quan báo chí trong cả nước. Đại diện lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan thông tấn báo chí bày tỏ sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của Thường trực Chính phủ mà đứng đầu là Thủ tướng Chính phủ đối với các hoạt động báo chí nước nhà. Các đại biểu cũng báo cáo Thủ tướng Chính phủ về vai trò, tình hình hoạt động báo chí hiện nay và những định hướng lớn trong công tác báo chí tuyên truyền trong thời gian tới, nêu những khó khăn thách thức hiện nay, cũng như kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành cơ quan trung ương tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các cơ quan báo chí, đội ngũ nhà báo hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng đất nước ta đã trải qua năm 2021 và 6 tháng năm 2022 với nhiều điều rất đặc biệt. Trong khi toàn đảng, toàn dân triển khai các nhiệm vụ sau Đại hội 13 của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các nhiệm vụ thường xuyên khác, dịch bệnh COVID-19 lây lan mạnh, ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống xã hội. Trên thế giới, cùng với việc phải đối phó với dịch COVID-19, cạnh tranh chiến lược tiếp tục diễn biến phức tạp. Xảy ra xung đột tại Ukraine, giá dầu, giá nguyên liệu đầu vào, lạm phát gia tăng ở nhiều nước trên thế giới, tình trạng biến đổi khí hậu trở nên gay gắt. Trong bối cảnh đó, nhờ sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, người dân, doanh nghiệp và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế, đất nước ta vẫn giành được nhiều thành tựu quan trọng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn an dân được bảo đảm, đối ngoại được triển khai đồng bộ, toàn diện, phù hợp với tình hình kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được bảo đảm, đời sống của nhân dân ngày càng tốt lên. Trong thành tựu đó có sự tham gia đóng góp tích cực của các cơ quan báo chí, những người làm báo nước nhà. Các nhà báo cũng là những người trên tuyến đầu chống dịch, rồi tuyến đầu của các cái công việc nói chung của đất nước. Trong chống dịch thì chúng ta nhìn thấy rất rõ, đưa tin khách quan trung thực, phản ánh đúng cái tình hình để nhân dân biết, chia sẻ, rồi cùng nhau chúng ta vượt qua những cái khó khăn, tạo ra sự chia sẻ, cái cảm hứng và cái động lực cho người dân với một cái tinh thần mà chúng ta quán triệt đấy, tức là dân biết, dân hiểu, rồi dân tin, dân theo và dân làm. Chia sẻ những khó khăn mà báo chí, những người làm báo nước nhà đang trải qua như về chế độ chính sách với người làm báo, cơ sở vật chất, trang thiết bị tác nghiệp của báo chí, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho lực lượng làm báo. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ ủng hộ và nỗ lực để tăng cường tiềm lực cho báo chí, theo thẩm quyền, theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, phù hợp với yêu cầu thực tiễn và khả năng đáp ứng của đất nước, nằm trong tổng thể chung của các ngành nghề. Chúng ta phải xây dựng một cái chiến lược hay một cái chương trình hành động gì đó của Chính phủ để xây dựng cái tiềm lực báo chí nói chung. Trong đó có cái chế độ chính sách, cái đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc, rồi một số cái cơ chế để mà các ông chí vừa tự chủ được, nhưng mà các ông chí vừa thực hiện cái nhiệm vụ chính trị, nó phù hợp. Cùng với đó, người đứng đầu Chính phủ cho biết, hiện cả nước đang ra sức cụ thể hóa đường lối của Đảng là xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa. Trong đó xác định rõ con người là trung tâm, là chủ thể, vừa là động lực của sự phát triển. Với mục tiêu đến năm 2025, nước ta là nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp. Đến năm 2030 là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao. Trước mắt thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược mà Đại hội 13 của Đảng đã xác định, cùng với đó tiếp tục xử lý các tồn đọng nhiều năm như xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém, các dự án thua lỗ, các công trình kéo dài, đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, chống biến đổi khí hậu. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hà Nội, Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Đồng chủ trì hội nghị có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc,
Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, đồng chí Võ Văn Thường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Trên tinh thần kế thừa và phát triển các nội dung có tính nguyên tắc, những thành tựu cơ bản gắn với yêu cầu cao hơn của giai đoạn phát triển mới, với những thời cơ vận hội mới, cùng với những khó khăn thách thức đan xen, nghị quyết của Bộ Chính trị lần này nhấn mạnh, chỉ rõ, bổ sung và hoàn thiện thêm các nội dung về quan điểm, tư tưởng và mục tiêu chỉ đạo. Bộ Chính trị nhấn mạnh về nhận thức, bất luận trong hoàn cảnh điều kiện nào cũng phải luôn luôn kiên định nguyên tắc Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt đối với công an nhân dân. Đây là yêu cầu khách quan tất yếu của sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, mà sự lãnh đạo của Đảng đối với công an nhân dân là lãnh đạo toàn diện, bao quát trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng và tổ chức, trong mọi nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng. Ở đâu có tổ chức và hoạt động của công an thì ở đó phải có sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng. Đảng đề ra đường lối bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Nội dung được nhấn mạnh có tầm quan trọng đặc biệt trong nghị quyết lần này là xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng. Đây là nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu có tính nguyên tắc và cũng là lý do tồn tại của lực lượng công an. Cùng với đó là phải ưu tiên các nguồn lực để xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn kỷ cương, trật tự xã hội trong giai đoạn mới. Nghị quyết tiếp tục khẳng định công an nhân dân là thanh bảo kiếm và là lá chắn để bảo vệ nhân dân, bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là yêu cầu cấp thiết, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, đưa nước ta trở thành một nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ thứ 21. Nỗ lực phấn đấu để đến năm 2025, lực lượng công an nhân dân của chúng ta cơ bản phải tinh, gọn, mạnh. Để tổ chức thực hiện thật tốt, có kết quả thiết thực nghị quyết số 12, Bộ Chính trị yêu cầu Đảng ủy Công an Trung ương và các cấp ủy Đảng trong lực lượng công an phải luôn luôn quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng về giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thật tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh trật tự, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng, đối ngoại, tuân thủ thực hiện đầy đủ sự lãnh đạo chỉ đạo của Đảng trên tất cả các mặt công tác, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và sự quản lý điều hành của Nhà nước. Với những nỗ lực và quyết tâm cao, với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, Tổng Bí thư tin tưởng lực lượng công an nhân dân tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nỗ lực phấn đấu mạnh mẽ hơn nữa, thực hiện thắng lợi nghị quyết của Bộ Chính trị lần này, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Toàn thể lực lượng công an nhân dân hãy luôn luôn ghi nhớ, khắc sâu vào tâm trí của mình và thực hiện bằng được lời thề vì nước quên thân, vì dân phục vụ, còn Đảng thì còn mình, danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất. Chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp xã giao đồng chí Khển Mani Phôn Sể Na, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam luôn bên cạnh đất nước Lào anh em và làm hết sức mình cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào giữ gìn bảo vệ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện hai nước ngày càng phát triển. Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và tình hình mới hiện nay, hai văn phòng Chủ tịch nước cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số để làm tốt công tác tham mưu và thông tin tuyên truyền hoạt động của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước,
làm tốt hơn nữa công tác lễ tân, hậu cần, phục vụ nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo cấp cao. Chủ tịch Văn phòng Chủ tịch nước Lào Khển Mani Phonsena trân trọng cảm ơn sự đón tiếp ân cần trọng thị của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Văn phòng Chủ tịch nước Việt Nam. Nhấn mạnh, chuyến thăm là hoạt động đóng góp thắt chặt mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai nước. Đồng chí cũng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Lào tới Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Trân trọng bày tỏ cảm ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước Việt Nam và Văn phòng Chủ tịch nước Việt Nam thời gian qua luôn chia sẻ và dành sự quan tâm, giúp đỡ Đảng, Nhà nước Lào và Văn phòng Chủ tịch nước Lào. Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lào mong muốn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho sự phối hợp của hai văn phòng Chủ tịch nước ngày càng gắn bó chặt chẽ với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Thay mặt lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước Lào, đồng chí Khển Mani Phonsena hứa nỗ lực làm hết sức mình cùng cán bộ công chức văn phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ, đóng góp tích cực cho mối quan hệ hai nước. Cũng trong chiều nay, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dự chương trình kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Nhà xuất bản Kim Đồng. Chủ tịch nước đề nghị Nhà xuất bản Kim Đồng tăng cường những xuất bản phẩm có giá trị nhân văn, giáo dục thế hệ trẻ, đóng góp xây dựng giá trị cốt lõi, nhân cách tốt đẹp cho thanh thiếu nhi Việt Nam. Thưa quý vị, chiều nay Ban Tổ chức Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp với Thành ủy Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của hệ thống chính trị, những vấn đề lý luận và thực tiễn. Chủ trì hội thảo có các đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Các đại biểu tham gia hội thảo khẳng định, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng phải xuất phát từ con người. Muốn vậy phải đánh giá chính xác, lựa chọn đúng cán bộ, phải quan tâm xây dựng cơ chế, môi trường để cán bộ yên tâm cống hiến, hết lòng hết sức vì nhiệm vụ. Cũng cho rằng, để đổi mới phương thức lãnh đạo, quan trọng nhất là cán bộ phải có năng lực, đạo đức và bản lĩnh. Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, công tác đánh giá cán bộ phải được thực hiện một cách chính xác để lựa chọn đúng cán bộ, đồng thời phải tạo dựng khuôn khổ pháp lý, quy định để cán bộ không dám và không thể tham nhũng tiêu cực. Bên cạnh đó, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng đối với hệ thống chính trị phải hiện diện trong chỉ đạo hàng ngày của từng tổ chức Đảng, từng cấp ủy, cụ thể hóa bằng phong cách làm việc, lề lối làm việc ngày càng hiện đại. Thưa quý vị, chiều ngày 17 tháng 6, phiên toàn thể của Diễn đàn Phát triển Bền vững Đô thị Việt Nam đã được tổ chức dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Thông qua diễn đàn, các mô hình kinh nghiệm cách làm hay trong đô thị hóa và phát triển đô thị được chia sẻ, cung cấp thêm luận cứ để thể chế, cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, đường lối, định hướng chính sách lớn của Đảng, nêu tại Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị, góp phần thực hiện mục tiêu của Đại hội lần thứ 13 của Đảng. Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh lưu ý, cần đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức về đô thị hóa và phát triển đô thị bền vững. Khâu đột phá là đổi mới toàn diện về phương pháp, quy trình, nội dung và sản phẩm quy hoạch đô thị. Cần có các chính sách, chế tài, công cụ để kiên quyết xóa bỏ tình trạng quy hoạch treo, cơ chế xin cho, lợi ích nhóm gắn với tư duy nhiệm kỳ và xử lý nghiêm minh đối với các sai phạm trong thực hiện quy định pháp luật về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị. Thưa quý vị, chiều nay đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Trung ương đã có buổi làm việc với Thành ủy Đà Nẵng về kiểm tra khảo sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản của Đảng trên các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật. Trong thời gian qua, Thành ủy Đà Nẵng đã chỉ đạo thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, trở thành nền tảng vững chắc cho việc xây dựng phát triển môi trường văn hóa lành mạnh, tạo động lực để thành phố thực hiện các chương trình thành phố 50 ba có và 4 an. Đến nay, thành phố Đà Nẵng có 2 di tích quốc gia đặc biệt, 17 di tích cấp quốc gia, 63 di tích cấp thành phố và 39 di tích nằm trong danh mục kiểm kê. Trong giai đoạn 2016 đến năm 2020, thành phố đã đầu tư 250 tỷ đồng để trùng tu nhiều di tích, tiếp tục triển khai đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc trên địa bàn Đà Nẵng giai đoạn 2021-2025. Thành ủy Đà Nẵng kiến nghị Trung ương cần chỉ đạo tổ chức các khóa đào tạo bồi dưỡng kỹ năng thẩm định, giám định các loại hình văn hóa phẩm, tăng cường hơn nữa công tác phối hợp cũng như các chính sách về phát triển văn hóa, văn học nghệ thuật xứng tầm với vị thế của thành phố trực thuộc Trung ương.